chào quý vị và các bạn. Các bạn đang theo dõi chương trình cập nhật những thông tin thời sự mới nhất trên kênh YouTube Báo Người Lao Động. Sau đây là những thông tin chi tiết. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ. Thầy trò Bạc Liêu ngao ngán cảnh lội nước đến trường sau cơn đại thủy triều. Ngày 18 tháng 11, theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Bạc Liêu, những ngày qua, trên địa bàn tỉnh xuất hiện đợt triều cường từ ngày 13 đến 21 tháng 11, kỳ triều cường rằm tháng 10 âm lịch. Dự báo đỉnh triều cao nhất tại trạm thủy văn Gành Hào có khả năng vượt báo động 3 từ 30 đến 35 cm, xuất hiện vào các ngày 17 và 18 tháng 11. Triều cường dâng cao đã khiến gần 1.600 học sinh tại trường Trung học phổ thông Hiệp Thành, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu bị ảnh hưởng. Ghi nhận vào sáng nay, toàn bộ sân trường đã chìm trong nước sâu. Triều cường dâng cao khiến thầy và trò của trường gặp rất nhiều khó khăn. Giáo viên học sinh muốn đến lớp phải gửi xe nhờ tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Bạc Liêu, rồi sau đó sáng quần, cầm giày dép lội nước đến lớp học. Triều cường đạt đỉnh, tiểu thương chợ Thủ Dầu Một khổ sở giữa biển nước. Trong khi đó, vào sáng 18 tháng 11, một số nơi tại Bình Dương cũng chịu cảnh ngập úng do triều cường dâng cao. Hình ảnh ghi nhận được là tiểu thương ở chợ Thủ Dầu Một, Bình Dương phải lội nước bị bõm để sắp xếp hàng hóa. Theo đó, sáng 18 tháng 11, tại khu vực chợ Thủ Dầu Một, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, triều cường dâng cao khiến một số khu vực bị ngập, nước mênh mông ảnh hưởng đến việc buôn bán của tiểu thương. Trước đó, Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Bình Dương đã cảnh báo từ ngày 16 đến 18 tháng 11, mực nước hạ lưu sông Sài Gòn sẽ ở mức đỉnh triều cường. Mực nước đỉnh triều cao nhất hàng ngày sẽ xuất hiện vào buổi sáng từ 4 giờ đến 7 giờ, buổi chiều tối từ 17 giờ 30 phút đến 20 giờ và có khả năng ở mức từ 1,71 m đến 1,76 m, cao hơn mức báo động 3 từ 0,11 đến 0,16 m tại trạm Thủ Dầu 1, cảng Bà Lụa. Mức độ rủi ro thiên tai do triều cường khu vực thành phố Thủ Dầu 1 và Thuận An ở cấp độ 1. Cụ thể, ở thành phố Thủ Dầu 1, các khu vực nguy cơ cao gồm đường Đoàn Trần Nghiệp, rạch Ông Đành, phường Phú Cường, rạch nhánh của rạch Bà Lụa, khu phố 5, bờ bao sông Sài Gòn, gần cảng Bà Lụa, khu phố 6, phường Phú Thọ, đường Nguyễn Tri Phương, rạch Bầu Bàng, phường Chánh Nghĩa, rạch Bà Quyến, phường Chánh Mỹ, khu vực ngoài đê bao Tân An. Thành phố Thuận An gồm rạch Cầu Lớn, rạch Vàm Bún, phường Hưng Định, khu vực ngoài đê bao An Sơn, Lái Thiêu thuộc phường Vĩnh Phú, Bình Nhâm, rạch Lái Thiêu, phường Bình Hòa, rạch Cầu Miễu, Sáu Em, Cầu Nhỏ, Ba Tâm, Mương Đỏ, phường An Thạnh, các tuyến bờ bao, bờ rạch Lúng, Thóc, phường Vĩnh Phú, các cống dưới đê bao An Sơn, Lái Thiêu do Trung tâm Đầu tư Khai thác Thủy lợi Nước sạch Nông thôn quản lý, nhất là 12 cống 7, 15, 16, 19, 20, 22, 25, 33, 36, 38, 39, 44. Các khu vực vùng trũng ven sông Sài Gòn cần đề phòng triều cường đạt đỉnh kết hợp mưa to có thể gây tràn bờ, ngập lụt. Tiểu thương ở chợ Thủ Dầu 1 phải kê cao đồ tránh ngập nước do triều cường. Người dân ở ven sông Sài Gòn lưu ý khi triều cường đạt đỉnh 3 ngày tới. Theo thông tin từ Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Bình Dương, từ ngày 16 đến 18 tháng 11, mực nước hạ lưu sông Sài Gòn sẽ đạt đỉnh triều cường, gây ảnh hưởng đến các khu vực ven sông. Dự báo mực nước cao nhất trong ngày sẽ xuất hiện vào buổi sáng từ 4 giờ đến 7 giờ và buổi chiều tối từ 17 giờ 30 đến 20 giờ, với mức nước dao động từ 1,71 m đến 1,76 m, vượt mức báo động 3 từ 0,11 m đến 0,16 m tại trạm Thủ Dầu 1, cảng Bà Lụa. Mức độ rủi ro thiên tai do triều cường ở khu vực thành phố Thủ Dầu 1 và thành phố Thuận An được xác định ở cấp độ 1, cảnh báo người dân cần chú ý. Các khu vực trũng thấp ven sông Sài Gòn, đặc biệt là những nơi có thể bị ảnh hưởng bởi triều cường kết hợp với mưa lớn, cần đề phòng nguy cơ tràn bờ và ngập lụt. Cụ thể, tại thành phố Thủ Dầu 1, các khu vực dễ bị ảnh hưởng bao gồm đường Đoàn Trần Nghiệp, rạch Ông Đành, phường Phú Cường, rạch nhánh của rạch Bà Lụa, khu phố 5, bờ bao sông Sài Gòn gần cảng Bà Lụa, khu phố 6 và các khu vực ngoài đê bao Tân An. Ngoài ra, thành phố Thuận An cũng có các khu vực nguy cơ cao như rạch Cầu Lớn, rạch Vàm Bún, phường Hưng Định, khu vực ngoài đê bao An Sơn, Lái Thiêu, phường Vĩnh Phú, Bình Nhâm và các tuyến bờ bao, bờ rạch thấp của phường Vĩnh Phú.
Để chủ động ứng phó với tình hình triều cường và ngập lụt, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Dương đã yêu cầu các địa phương trong khu vực như thành phố Thủ Dầu Một, thành phố Thuận An, thành phố Bến Cát cùng Trung tâm Đầu tư và Khai thác Thủy lợi và Nước sạch Nông thôn khẩn trương triển khai các phương án phòng chống ngập úng. Điều này bao gồm việc kiểm tra, rà soát và gia cố các tuyến đê bao, bờ bao, đặc biệt là những khu vực đã bị xói lở hoặc có nguy cơ tràn bờ. Các cửa van cống, cửa van ngăn triều cũng cần phải được vận hành đúng quy trình để không để xảy ra ngập úng. Các cơ quan chức năng cũng cần thông báo rộng rãi đến người dân ở những khu vực có nguy cơ cao về triều cường và ngập lụt để họ chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại. Đồng thời cần tổ chức lực lượng trực ban 24/24 giờ để theo dõi tình hình triều cường, mưa và xả lũ từ hồ Dầu Tiếng, chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện, vật tư để ứng phó nhanh chóng khi có sự cố xảy ra. Với các biện pháp chuẩn bị và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng và cộng đồng, hy vọng tình hình triều cường và ngập lụt sẽ được kiểm soát tốt, đảm bảo an toàn cho người dân và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai. Người dân thành phố Hồ Chí Minh ngao ngán cảnh lội nước đi làm khi triều cường đạt đỉnh. Trong những ngày qua, thành phố Hồ Chí Minh vẫn không ngừng hứng chịu những trận mưa lớn, tình trạng ngập lụt diễn ra ở nhiều nơi, gây ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt của người dân. Mới đây, theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, triều cường ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục lên từ ngày 1 tháng 11. Đỉnh triều đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 2 và 3 tháng 11, tức mùng 2 và 3 tháng 10 âm lịch. Cụ thể, tại trạm Phú An, sông Sài Gòn và trạm Nhà Bè, kênh Đồng Kiền có thể đạt mức 1,52 đến 1,57m, xấp xỉ hoặc cao hơn báo động 2 khoảng 0,07m. Thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 5 đến 6 giờ và từ 17 đến 19 giờ. Còn tại trạm Thủ Dầu 1 có thể đạt mức 1,55 đến 1,6 m, xấp xỉ báo động 3. Trạm Biên Hòa có thể đạt mức xấp xỉ báo động 1. Kỳ triều cường đợt này được dự báo không cao bằng đợt giảm tháng 9. Mực nước tại hầu hết các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn, Đồng Nai sẽ lên chậm trong 5 ngày tới, tuy nhiên vẫn ở mức độ rủi ro thiên tai cấp 2. Trước đó vào chiều 18 tháng 10, triều cường dâng cao khiến một số tuyến đường ở thành phố Hồ Chí Minh ngập nước. Đây là kỳ triều cường rằm tháng 9 âm lịch. Trên đường Trần Xuân Soạn, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, lúc hơn 16 giờ cùng ngày, triều cường dâng cao dần và nước nhanh chóng tràn lên đường. Chưa đến 30 phút sau, cả tuyến đường này đã mênh mông nước khiến người dân di chuyển vất vả. Nước dâng cao gây ngập đúng vào giờ cao điểm, nhiều phương tiện gặp khó khăn khi lưu thông qua khu vực. Đoạn đường dài, nước ngập sâu khiến hàng loạt xe chết máy, nhiều người đành xuống dắt bộ. Người dân sống trong vùng ngập không tránh khỏi mệt mỏi khi nước tràn vào nhà, hư hỏng đồ đạc và mất thời gian, công sức dọn dẹp sau khi nước rút. Ông Nguyễn Văn Viết, ngụ quận 7 cho biết, gia đình ông sống lâu năm trên đường Trần Xuân Soạn. Hàng năm, khi triều cường dâng cao, gia đình ông đều lo lắng. Nước dâng cao tràn vào nhà làm hư hại nhiều đồ đạc. Khi chiều xuống thì nước bẩn đọng lại khắp nhà, muỗi cũng nhiều hơn và rất mất vệ sinh, dọn dẹp rất mệt mỏi. Ông Viết lo lắng. Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn, Đồng Nai có khả năng lên chậm trong 1 đến 2 ngày tiếp theo, sau đó xuống lại. Mức độ rủi ro thiên tai tại khu vực này ở cấp độ 2. Đỉnh triều đợt này có khả năng xuất hiện ngày 19 tháng 10. Mực nước tại trạm Phú An và Nhà Bè có thể đạt mức 1,75 đến 1,8 m, trên báo động 3 khoảng 0,15 đến 0,2 m. Thời gian xuất hiện triều cường từ 4 đến 6 giờ và 16 đến 18 giờ. Đây là kỳ triều cường cao trong năm, người dân thành phố Hồ Chí Minh lưu ý đề phòng mưa lớn kết hợp với triều cường cao gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông, ảnh hưởng đến giao thông và hoạt động kinh tế xã hội. Thông tin cập nhật vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Chúng tôi mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị dành cho kênh YouTube Báo Người Lao Động. Cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.